Trong chiến tranh thì học từ kẻ thù, trong làm việc thì học từ khách hàng, học từ đối thủ. Vì không có tinh thần đấy, chúng ta đọc được rất nhiều tin chúng ta bảo người Trung Quốc nó lừa mình. Nó chẳng lừa, nó bày ra đấy cả, mình lại đi mua cái ngu nhất. Thay vì tuyển cái đứa thi 30 điểm thì tuyển cái đứa đóng được 4 cái bàn. Mày cái đóng được cái bàn đàng hoàng lên đây, cái mày sẽ biết quan trọng hơn nhiều là mày thi toán giỏi. Mày có định viết báo khoa học, bởi vì mày đóng cái bàn mà nó chạy được thì, hoặc làm cái xe nó chạy được thì người ta mua ngay khỏi. Còn mày là tiến sĩ không, người ta quan tâm đích. Chúng ta không có một cái thế mà dám làm những cái đơn giản. Đâm ra muốn làm cái gì là phải làm cái thật lớn, tất nhiên không làm được. Nếu không làm được thì bắt đầu đổ cho nó tại cái này tại cái kia, thiếu tiền thiếu đủ thứ. Và thực ra anh cũng tiền đề nữa, thì bất kỳ nhân viên nào cũng là người tài cả. Nó chỉ có loại người dị thì mới là chứ còn người tài thì là tài tất. Tức là nó làm được việc thì là tài chứ gì nữa. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast Behind the Scene, podcast hợp tác giữa Arsino và Spyroom, nhằm đem đến những câu chuyện hậu trường của các doanh nhân hay những nhà lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam. Hôm nay thì mình có mời đến đây một khách mời, đó là anh Nguyễn Thành Nam. Hiện giờ thì anh Nam đang là nhà sáng lập của trường đại học trực tuyến Phoenix, đồng thời cũng là chủ tịch của quỹ hỗ trợ khởi nghiệp Endeavor. Thì đó là những cái thông tin sơ bộ mà em được biết về anh Nam khi mà tìm hiểu. Không biết là ngoài các thông tin đó thì anh có thể giới thiệu thêm về bản thân cho khán thính giả của kênh Người Trong Nghề biết được không ạ? Rồi, cảm ơn em. Xin chào tất cả mọi người. Đấy, bạn ấy giới thiệu mình là nhà doanh nhân thì mình phải đính chính em chết, mình là doanh nhân bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thì hồi xưa thực tế là chúng tôi là học toán. Khi mà đi học đồ đấy, học ở Liên Xô cũ thì chẳng ai nghĩ là sau này mình làm doanh nhân cả, mình làm khoa học. Thế nhưng mà học xong về nước thì bây giờ nếu không làm thì đói, đâm ra cuối cùng phải đi làm thực sự. Bây giờ mình biết gọi là doanh nhân chứ hồi xưa làm thế nào ra tiền để sống được là thành công. Đấy, đính chính một tí không nghe là doanh nhân nó nặng nề quá. Thế còn lãnh đạo thì thực sự là mình cũng có một số gọi như là cơ hội là được dẫn dắt những công ty rất là lớn, có thể đến hàng chục ngàn người. Cũng thể coi là một chỗ một, cũng có một số kinh nghiệm trong cái việc mà thế nào tổ chức được một số lượng người rất lớn tham gia vào một cái công ty, xây dựng một cái doanh nghiệp như vậy. Còn hiện tại thì mình đang làm như bạn đang giới thiệu là mình làm ở bên tổ chức giáo dục trực tuyến Phoenix, tức là Phoenix tức là một tổ chức dạy cách tự học, tạm gọi như thế. Vâng. Mà không phải là dạy mà thực ra là hỗ trợ cho các bạn tự học, tạo một cái môi trường để các bạn có thể tự học được. Thì quan điểm của bọn mình rằng là với thời đại internet như thế này thì bạn có thể tự học bất cứ thứ gì, đến bất cứ level nào. Bạn muốn lên tiến sĩ hay là bạn muốn bằng đại học, hay bạn muốn đi làm công ty nào cũng được, thì các bạn đấy là con đường của các bạn, thì chúng mình sẽ hỗ trợ tổ chức làm thế nào để hỗ trợ bạn làm việc đấy. Vâng. Còn Endeavor là một cái tổ chức mà cũng đại loại như thế, tức là mình hỗ trợ, nhưng mà lúc này mình hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là một tổ chức toàn cầu, nó được tổ chức như một cái quỹ nhưng mà không đầu tư. Nó chỉ gọi là làm việc với các công ty khởi nghiệp đã qua được giai đoạn đầu tiên, đã vượt qua được giai đoạn đầu tiên những công nghiệp mà nó gọi là scale up, tức là những công nghiệp lúc này cần phải tăng trưởng. Thì lúc đó thì bọn mình sẽ có một cái cũng là một cái gọi là một cái mạng lưới để hỗ trợ cho các bạn đó. Vâng. Em thấy là anh có vẻ rất là tâm huyết về lĩnh vực giáo dục. Đương nhiên là Phoenix nó là một cái hình tượng, một cái chính là một cái hình mẫu cho câu chuyện mà mình rất là đam mê về giáo dục. Em nhận thấy có một đặc điểm trong suốt cái quá trình như thế, em thấy là học sinh hoặc là người trẻ Việt Nam đi nói chung, khi mà mình học, giữa cái việc học và việc thực hành có vẻ như nó luôn luôn có một cái khoảng cách. Thì không biết là với Phoenix chẳng hạn, thì đấy có phải vấn đề mà Phoenix nhìn thấy ở thị trường hay không, và Phoenix đã làm gì để có thể cải thiện được cái vấn đề đấy? Thực ra cái chữ giáo dục thì nghe nó nặng nề. Thực ra không phải giáo dục là cái mà anh em mình có thể thống nhất với nhau là chữ học. Vâng, về bản chất là chúng ta sống cuộc đời đang là học, học tất. Đúng không? Chúng ta muốn thành công chúng ta phải học, mà chúng ta muốn làm được cái gì chúng ta phải học cả. Thế nhưng mà trước đây thì chúng ta hay nhấn mạnh về cái chữ dạy, tức là muốn học thì phải có thầy, nên là phải có người dạy. Nhưng thực tế nó không có khái niệm dạy đâu, nó chỉ có học thôi. Cái chữ dạy, người thầy là cái người mà sẽ giúp cho bạn đi học tốt hơn. Đặc biệt là bây giờ, trước đây thì còn người thầy còn có nhiệm vụ nữa là truyền đạt tri thức, kiến thức. Nhưng hiện tại thì kiến thức thì tất nhiên là nó available, tức là nó đã ở bên ngoài, bạn có thể tự kiếm được rất nhiều. Nhưng mà làm thế nào để bạn học được nó vào trong người? Nếu mà theo cái cạnh đó thì tất cả chúng ta đều đi học cả.
Thật ra bạn nói cũng đúng, tức là ai cũng đang làm giáo dục, nhưng mà anh muốn chữa là thành ai cũng học cả thì đúng hơn. Nếu bạn học, biết học thì cái sự thành công bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Khởi nghiệp cũng thế thôi, nếu bạn biết cách học thì bạn sẽ khả năng thành công bạn cao hơn rất là nhiều. Hay thậm chí khi thất bại bạn cũng biết được rằng nếu lần sau bạn làm lại thì bạn sẽ làm như thế nào. Nếu mà cái sự học đấy thì nó sẽ không tách rời ra với hành. Chính khi hành là mình đang học rồi. Vâng. Đấy. Thì cái thì anh hay lấy ví dụ như này, tức là muốn học được thì phải hỏi được. Đấy. Thì em đặt được câu hỏi. Thì thường câu hỏi nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ thực tế cuộc sống. Vâng. Thì khi mà em đặt được câu hỏi, rất nhiều khi em đặt câu hỏi xong thì em có khi em tự được có lời giải. Thì đa phần chúng ta lung tung, chúng ta không biết là vấn đề là gì, chúng ta không. Đâm ra là cá nhân anh cho là học và hành là đi với nhau, là một cách gọi như là nó song song với nhau. Nhưng sau này mà khi mà làm, bắt đầu thì khi làm FT Software thì anh mới dùng được có một cái chữ rất là hay, mà chữ này là của Hồ Chí Minh không phải là của anh. Là mình biết là nó gắn với nhau, nhưng mình không biết là nó cái logic của giữa hai cái thằng đấy với nhau như thế nào. Thì cụ Hồ có một câu rất hay, và tôi nghĩ rằng nhân cũng dịp này để chia sẻ với các bạn trẻ, tức là thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến tới lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành. Thực thì hành sinh ra hiểu biết hướng tới lý luận, và lý luận lãnh đạo thực hành. Lãnh đạo thực hành. Thì chúng ta nghĩ rằng là phải đi học thì mới có hiểu biết, nhưng mà không phải. Phải làm mới có hiểu biết. Đấy, thế nhưng mà chỉ dừng lại mức đó thôi thì nó gọi là kinh nghiệm chủ nghĩa. Ông cứ suốt ngày ông bảo là hồi xưa tôi làm thế này, thế nhưng mà bây giờ nó khác rồi, thì đâm ra muốn lên một mức khác thì ông phải học. Lúc đấy ông phải có lý luận học ở đây, tức là ông hệ thống hóa cái đấy lại. Vâng. Đấy. À, hóa ra nó có quy luật. Cái việc mà cứ gặp ông Nam thì phải chào, nó là một quy luật chứ nó không đơn giản là cứ là vì nó quy luật nên gặp ông khác phải chào khác, không phải chào giống nghe thế là chết. Như vậy là học hành sinh ra hiểu biết, thực hành sinh ra hiểu biết thì tiến tới lý luận. Khi lý luận rồi thì chúng ta mới có thể lãnh đạo được thực hành. Thì cái sau đó thì cái vòng nó lặp lại, nó cứ vòng đi lặp lại, mà có thể xảy ra rất nhanh. Mà trong trường hợp của ví dụ như là một cái nhân vật được cực kỳ xuất sắc trong lịch sử Việt Nam là đại tướng Võ Nguyên Giáp, tức là một học trò gọi như là xuất sắc của Hồ Chủ tịch, thì cũng áp dụng vào trong chiến tranh đúng như vậy luôn. Đánh nhau đã, không đánh nhau thì biết thế nào được, vì khi quân đội nhân dân Việt Nam rất là non trẻ, bây giờ đi học thế nào. Cô viết cái quyển sách trong quyển chiến đấu mà viết rất rõ, đánh phải học từ kẻ thù, chính là hiểu biết. Hiểu biết tối về đọc sách bình thư, chứ không phải là đọc sách xong đi đánh nhau, mà đánh nhau rồi tối về mới đọc sách. Đọc sách xong tất nhiên là năng lực đọc sách cũng rất là giỏi, thì sáng hôm sau lại có ra một cái kế hoạch đánh nhau khác. Và khi mà sau này khi mà anh tình cờ đọc được cả hai cái đấy thì anh mới thấy hồi xưa cũng vận động cực kỳ nhuần nhuyễn, và đây nó gọi là tuyệt chiêu. Nhưng mà ngay trong một cycle, tức là hồi cũng giác ngay trong ngày luôn, chứ không phải là cái quả, em cứ hình dung quá trình liên tục như vậy thì một lúc từ sau là mình trở nên rất là thông minh, mà cái gì mình biết cả. Chúng ta thường mất mẹ 5 năm đi học hay chẳng làm gì, đến lúc đến cuối quên sạch cái đầu rồi còn đâu. Đến xong là 10 năm đi làm, đến xong lại 5 năm mới lúc đấy học MBA, tức là chẳng liên quan gì đến nhau cả. Thế rồi khoe thì lắm bằng cấp, nhưng mà thực ra thì những kiến thức nên cứ rời rạc với nhau, nó không đến thực tế đâu. Đấy. Thực hành sinh hiểu biết, hiểu biết đến lý luận lãnh đạo thực hành. Còn cụ Giáp thì sáng đánh nhau, chiều đọc bình thư rút kinh nghiệm, tối lập kế hoạch sáng mai đánh nhau tiếp. Như vậy thì cái câu chuyện tạm nói về câu chuyện chiến trận đấy đi, tức là mình cũng phải học hành từ những cái trải nghiệm thực tế đấy. Đấy, anh thì em nghĩ là chết người đấy. Như anh còn nói là ngày xưa anh là dân nghiên cứu học toán, dân toán. Vậy thì rõ ràng là khi mà đến với câu chuyện kinh doanh chẳng hạn thì nó là một chiến trường đấy chứ, nó cũng là một chiến trường rất là mới. Nhưng mà về cơ bản là nguyên tắc là như thế. Bây giờ dễ, rất dễ nhất. Bây giờ bọn anh đi, đặc biệt là trong những khi mình đi ra nước ngoài mình đánh nhau một dự án, ví dụ sang bên Mỹ đánh nhau. Vâng. Thì một cái dự án là mình không biết. Thì nếu mà logic bình thường mình sẽ nghiên cứu, tìm hiểu trước khi đánh. Vâng, đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà em phải biết rằng có những cái thứ, thực ra trong các công ty mà công nghệ thì có những cái thứ là họ không dạy ra ngoài. Em không cách nào mà học được luôn. Đúng không?
Vâng. Nên công nghệ đấy nó là công nghệ gọi là công đặc hữu. Vâng. Đặc hữu của người này. Em không học ở trường được. Học 10 năm vẫn không học cái đấy, không ai dạy cả. Nhưng mà em hình dung như vậy đi. Với một cái năng, cái tự học tập hồi đấy thì bọn mình cũng học gọi là nhiều, nhưng mà thực ra đi ra trận thấy là bằng không hết, bởi vì tất cả những cái học nó chẳng liên quan gì đến cái xảy ra ngoài chiến trường cả. Thế thì lúc đấy mới nghĩ rằng ai bây giờ phải đánh nhau thôi, phải xông vào đánh, vấn đề làm sao mà nó cho mình đánh đấy. Chứ còn trong trường hợp kia là nó đánh mình, còn trong trường hợp này mình ra thì nó không cho đánh, phải biết gì mà đánh nhau. Cái này là khó. Thế nhưng mà vì cái triết lý đấy, thực ra ấy, mình phải tin vào cái triết lý đấy trước. Chứ còn tất cả các bạn không tin, các bạn đều chuẩn bị rất mất thời giờ. Với cùng mà khi chúng ta chuẩn bị xong thì hết mất cơ hội. Mẹ cũng chẳng biết có xong hay không, mình có được đánh nhau đâu mà biết cái chuẩn bị mình là đúng. Bạn anh hiểu sự thường xuyên cái việc là đánh nhau xong là đi lên máy bay rồi bắt đầu mới học. Tức là lên máy bay thì bắt đầu mới đọc sách như điên, xuống máy bay thì đánh nhau luôn. Thế nhưng mà chính vì mình đã được thấm nhuần cái triết lý đấy thì mình quen, quen sao đánh ấy, gặp một cái dự án hoàn toàn mới chẳng có sợ gì cả. Không mới, vì sao mình có phát hiện ra đấy, càng mới mình càng thích. Vì cái năng lực này hóa ra là năng lực cạnh tranh tốt. Những cái gì mà nhiều người biết ấy thì mình lại khó, bởi vì mình chưa không được học hành. Thì toàn những cái dự án nào mà chưa thằng nào biết cả thì để tôi. Thì là mình có lợi thế hơn hẳn là những ông khác. Và tất cả là nó nhờ vào câu chuyện là mình luôn luôn sẵn sàng. Luôn sẵn sàng, luôn nhảy vào trận, là chúng ta tin rằng chúng ta sẽ học được, thực hành sẽ hiểu biết. Nhưng mà tối về phải đọc sách thật, chứ không phải là ngơ ngác ngác thì hôm sau đã vỡ mặt. Nhưng mà anh có bao giờ gặp thất bại với cái cách thức tiếp cận đấy không? Tất nhiên là có, thì đương nhiên là phải hy sinh. Câu chuyện nào ạ? Phải trả giá chứ, tất nhiên làm sai thì bình thường. Thế nhưng mà còn đi được, còn đường kia là còn không đi được. Đấy nó rất phù hợp trong những cái chuyện, đặc biệt là trong ngành công nghệ thì nó thay đổi liên tục. Em biết trước thế nào được. Thất bại này nó có chết người đâu, cũng giáp nó chết người nó mới mệt chứ. Mình thất bại thì không có dự án thì thôi, chứ làm gì đuổi cổ về thì về. Không mất gì đâu, ở đây anh gọi là bảo anh em đi cùng lắm thì nó đuổi mình về chứ sao. Thế có mình có mất cái gì đâu. Nhưng mà được thì được rất nhiều. Chính là khi mà mình làm, anh làm FT Shop, em mà đặc biệt là trong cái chương trình mà đi ra nước ngoài. Chứ làm trong nước thì thực ra không có bài toán khó, nước toàn bài toán dễ. Không thì là khó quá, tức là nước nó không có cái bài toán vượt sức, tức là nó khó quá thì mình chịu. Thế thì ra ngoài có thể giữ các loại bài toán tao chọn. Muốn đánh chỗ nào, trận địa đầy, họ đánh nhau với ai, thưa tao lựa chọn. Thì mình vào đây đã mất công sang đây rồi thì đánh, thua thì thôi chứ có cái gì đâu. Thế nhưng mà thực ra lại thua rất ít, bởi vì tinh thần như vậy thì ngay cả khi thua ấy, mình cũng biết là tại sao. Đấy, thì lần sau nó đánh nữa, điều chỉnh nữa ngay. Cái quá trình điều chỉnh liên tục ấy thì nó hạn chế cái hậu quả của việc thất bại. Em không thất bại lớn được. Em có thất bại nhỏ tất nhiên, nhưng mà mỗi lần em lại học được, thì cuối cùng là em một series những thất bại nhỏ, chứ em không bao giờ huỳnh phát chết thẳng cẳng, không sao. Rất bền vững. Và cái cách này thì thực sự là anh bây giờ anh đang đi truyền bá cho các bạn, là nhưng mà thường các bạn không tin, các bạn phải chuẩn bị thật kỹ, đánh trận thật lớn không ăn ngay thì tôi đi chịu. Chúng ta không cần một trận rất lớn đâu, chúng ta cần trận nhiều, rất nhiều trận nhỏ liên tục. Và trận lớn thì thỉnh thoảng đánh chụp ảnh khoe là xin cả PR. Như vậy là cái sự bền bỉ, cái câu chuyện mình phải gọi là không sợ thất bại là một, và thứ hai là mình học gần như là học liên tục, học từ thì thực tế, trong chiến tranh thì học từ kẻ thù, trong làm việc thì học từ khách hàng, học từ đối thủ, sau đó thì về rút kinh nghiệm, đọc sách, đối chiếu với sách. Nhưng mà có cái kinh nghiệm này thì đọc sách nó vào lắm, mà chỉ đọc cái chỗ nào có cái chỗ khác đọc làm gì, sách gì này mới đọc hết được bao giờ ơi. Vì đánh nhau rồi mình về mình biết ngay đọc chỗ nào, đọc xong mình thấy à như vậy nó phải lý luận thì mình mới lãnh đạo được, bởi vì mình phải chú ý anh em ấy. Đúng không? Vâng. Thì đấy là cái câu hỏi này rất là hay, và thực sự đây là một trong những triết lý mà anh cho là thực ra không phải của anh đấy, cụ Hồ đã nói rồi, cụ đã thực hiện rồi. Nó rất tiếc là nó, anh cũng nghĩ rằng nó bị thất truyền. Vâng. Thất truyền, anh còn dẫn cả một đoàn đi sang một cái, thực ở trong Việt Nam không ai nói đến một cái bảo tàng của Hồ Chí Minh ở bên Trung Quốc, viết ngay cái chữ đấy tôn tướng chứ. Còn chúng ta vào Bảo tàng Hồ Chí Minh chúng thấy năm điều Bác Hồ dạy cho trẻ con,
thì cũng được, nhưng mà người lớn đi dạy cái gì? Vâng, em nghĩ là thông qua cái podcast này thì cái bài học đấy nó lại được lan tỏa, thì em nghĩ đấy là một điều tốt. Gần đây thì em có đọc được một cái bài viết của anh trên VN Express, anh có nói về khái niệm making, mà em nghĩ là anh đang rất là tâm huyết về khái niệm making này. Cá nhân em thì em cũng rất là tò mò, và em không biết rằng là anh có thể giải thích cái concept này cho mọi người được không? Cái này thì nó cũng khá đơn giản thôi, thì cái này là do mình cũng đi đánh, gọi như là đánh nhau người nhiều bên ngoài, thì mình trước nay mình cứ học, thì có học toán, học lý, học sinh, thì học business, học marketing, thì mình cũng không có biết lắm. Tự nhiên gặp ông cái cậu đấy, hôm đấy là cậu ấy CTO, tức là của một cái công ty công nghệ lớn của Mỹ, thì anh mới hỏi thế nào là người kỹ sư, tức là engineer, tức là cái khái niệm như vậy. Thì cậu mới giải thích thế này, thực ra là tất cả các ngành học trên thế giới này nó chỉ có hai loại. Một cái loại là kỹ sư, tức là nó gọi engineering, tức là những ông making, tức là tạo ra cái sản phẩm. Còn tất cả bọn còn lại học cái gọi là economic, rồi là marketing, rồi là sales, rồi là management, thì bọn đấy là bọn buying, tức là nó dịch là hội mua bán. Thế giới chỉ có hai loại thôi. Nhưng quan điểm của ông như thế này, không phải như vậy. Ông make ấy, thì phải biết rằng cái sản phẩm của mình sẽ được mua đi bán lại. Nên cái này nó khác mình nhé. Mình trước đây nghĩ là thằng mình cứ bán thôi, không bao giờ nghĩ đến chuyện là thằng khác nó sẽ bán đi cả. Đâm ra mình chẳng quan tâm thằng nào dùng. Còn cái ông mà buy, mua sắm ấy, thì cũng phải biết cái sản phẩm thì mình mới mua sắm nó mới đúng được. Thế ông đi buôn, thực ra nói buôn không nói đi, ông mua về cho bản thân mình mà không nắm được. Thì khi mình nhớ đấy, mình đến đấy thì mình thấy đúng là mình, cái đào tạo của mình nó bị lệch. Tức là cái ông mua sắm chẳng biết gì ông kỹ thuật cả. Ông kỹ thuật thì chẳng bao giờ quan tâm đến cái cạnh economic của nó đấy. Thế thì đấy là cái câu chuyện là từ thời còn đang đi làm, tình cờ thì hôm tranh luận đến đại học Bách Khoa thôi. Đại học Bách Khoa thì muốn nghiên cứu khoa học rồi sâu, thì em mới bảo rằng là em nhắc lại câu chuyện đấy. Nhưng mà Bách Khoa ấy, thì là đào tạo các engineer đúng không? Engineer thì việc quan trọng nhất là phải tạo ra sản phẩm, đó là marketing. Thì các bạn tranh luận rất là nhiều, các bạn đặc biệt trên viết trên Facebook, các bạn ấy thấy rằng cái điểm này ở Việt Nam đang rất yếu, bởi vì chúng ta chẳng make cái gì. Các bạn ấy kể đi xung quanh không có cái gì của mình cả. Chúng ta học đủ các loại, nhưng mà chúng ta cuối cùng là chỉ gọi như là mua bán. Mà chúng ta mua bán thì cũng vì không được học cái making này nên nó mua bán thì toàn mua đồ đều. Em hình dung là đi mua một dây chuyền sản xuất, mua về đồ đều thì hậu quả nặng nề như thế nào. Em mình mua tất cả các cấp mua bán đâu có phải là cứ nói hay xong rồi chém gió rồi trình bày, không phải nắm vững cái nó là cái gì, tại sao nó đắt thế, cái này tại sao nó rẻ thế, mặc cả nó như thế nào, không nắm được sao mặc cả. Thì mình mới thấy rằng là cái lỗ hổng trong cái giáo dục đại học Việt Nam rất lớn trong cái việc là tạo ra những cái con người hiểu biết về sản phẩm, có thể tự làm. Một thực ra mà muốn để hiểu nó thì tốt nhất phải tự làm cái nó. Những người đi bán hàng tốt nhất là những người có thể không phải làm ra sản phẩm tốt nhất, nhưng ít nhất là họ đã tự làm ra rồi, thì họ sẽ hiểu được cái sản phẩm này. Lúc mua thì họ sẽ biết chính xác. Để anh ví dụ như bạn anh làm ở công ty rất nổi tiếng này, hai ở Việt Nam này, sau đó thì cùng một cái doanh nghiệp khác cũng rất lớn đầu tư cùng một dây chuyền để sản xuất ra một thiết bị. Cái doanh nghiệp này thì doanh nghiệp lớn mà, ông đầu tư 10 triệu đô để mua cái dây chuyền đấy, anh bạn anh chỉ mua có 500 ngàn đô thôi. Anh bạn anh không phải là dân kỹ sư, anh chỉ là dân bài thinh. Nhưng anh có cái mindset của mấy thinh. Thì đã thắng ngay thì gọi là bước đầu tiên đã thắng. Nhưng mà hai dây chuyền cơ bản là nó giống nhau. Như nhau. Mà một người mua 10 triệu, chính một người 500 nghìn. Chính xác. thì sản xuất ra sản phẩm thì hôm nay trước sau chẳng thua. Giá thành cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tối ưu rồi. Vì không có cái tinh thần đấy, chúng ta đọc được rất nhiều tin. Chúng ta bảo người Trung Quốc nó lừa mình. Nó chẳng lừa. Nó bày ra đấy cả. Mình lại đi mua cái ngu nhất. Anh đi mua nhiều thì anh biết được, mua được mua tàu. Anh không phải thằng mua giỏi, nhưng bao giờ anh cũng phải đi thử. Và mình mới thấy ngay rằng là mình không có một cái mindset về sản phẩm thì chắc chắn là mình mua sai. Và mua sai xong đã chót mua sai rồi. Bởi vì là mình đi làm ăn nên về mình lại phải bốc phét ra. Cuối cùng đi lừa.
mua nhầm thôi, thì bây giờ về chẳng nhẽ lại bảo tao mua nhầm à? Ôi cái này tuyệt vời rồi. Bởi vì mức giá nó khác nhau lắm. Mức giá nó khác nhau. Nếu mà chúng ta biết thực sự là chúng ta có thể mua được những cái thứ tốt mà giá rất hấp dẫn. Đấy chứ không, 500 ngàn. Đây là chuyện có thật, mình không muốn nói tên thôi, chứ còn thực ra là ai ông đấy chưa đánh thì ông kia đã thua mẹ rồi. Đấy thì cái vì sao anh nghĩ rằng là để em cứ nhìn xem quanh sản phẩm này, đâm ra gặp thằng nào sản phẩm này, cái doanh nghiệp nào khởi nghiệp mà làm sản phẩm ra cụ thể là quý lắm, hiếm. Đa phần người ta thương mại điện tử mới là trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo thì cũng giúp thương mại điện tử lanh quanh người ta đi bán này. Ngày bạn về anh mà phải khởi nghiệp cái gì hay hơn tí nữa đi, cứ suốt ngày bán này thì có cái gì để bán nữa chứ, chẳng thực nào khởi nghiệp chế tạo là cái gì cả. Nếu ví dụ như giả sử trong trường hợp của bọn em đi, là một ý tưởng, em nghĩ nó không phải là mới đâu, nó không mới, trên thế giới thì rất nhiều người đã làm rồi, cách thức làm nó không phải là khó, nhưng mà mình làm và mình tức là tối ưu nó để cho nó phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Cứ làm đã rồi tối ưu sao, chưa làm được. Anh có một anh người Pháp về, anh cứ bảo là các cậu mình cứ nói cái giọng như này này, ông bảo là tôi nói cái bút chì, ông bảo ông có biết trên thế giới có bao nhiêu thằng làm bút chì không? Bút chì thì có cái gì phức tạp đâu, đơn giản ai làm chẳng được thì làm đi. Như vậy thì có gọi là making, tức là thí dụ making qua gì nữa đấy. Making nó đơn giản như thế thôi mà còn không chịu làm. Ông lại thích làm cái tàu vũ trụ cơ, không làm được bút chì thì làm thế nào? Cái tinh thần nó mới quan trọng, đúng không? Cái thằng đấy tinh thần là nói phát là người làm ngay cái bút chì đem ra bán biết ngay. Úi dồi, hóa ra bút chì của mình này được một phát gãy ngay, trông thế thôi nhưng mà nó có nhiều bí kíp lắm. Cái bàn cũng thế, bàn ghế, cái gì cứ bộng tay động chân vào. Thì đấy muốn là cái trường bách khoa thì cái bằng cái trường đại học của mình có đâu, chẳng quyền kết cái gì. Chứ ví dụ đấy tranh cái tranh luận xuất phát từ bách khoa, là mình của trường bách khoa phải đi đầu trong cái việc đấy. Thay vì tuyển cái đứa thi 30 điểm thì tuyển cái đứa đóng được 4 cái bàn. Mày cái đóng được cái bàn đàng hoàng lên đây, cái mày sẽ đấy quan trọng hơn nhiều là mày thi toán giỏi. Thế mày có định viết báo khoa học được, bởi vì mày đóng cái bàn mà nó chạy được thì, hoặc làm cái xe nó chạy được thì người ta mua ngay khỏi. Còn mày là tiến sĩ không, người ta quan tâm đếch gì, đúng không? Vâng. Đây thì mà chúng ta dẫn đến cái xã hội chúng ta này, chúng ta có tự làm được cái gì đâu. Thì các trường đã thế, trong gia đình thì cũng thế, thì cuối cùng là tự nhiên thì bảo thôi bây giờ cố gắng anh bên các bạn bên Lumi và các bạn mà chắc chắn nó không phải như vậy, vì trẻ con nó rất thích tự làm những cái thứ như vậy. Cái tính cách đấy tự nhiên là lúc bé đã có rồi, nhưng không hiểu sao cái hệ thống cái giáo dục của mình hoặc là gia đình cũng thế, đây không phải chỉ có nhà trường mà gia đình cũng thế, không bắt nó tự làm cái gì cả. Thế rồi cuối cùng là nó dẫn đến là chúng ta không có một cái thế mà dám làm những cái đơn giản. Đấy, xong chúng ta đâm ra muốn làm cái gì là phải làm cái thật lớn, tất nhiên không làm được. Nếu không làm được thì bắt đầu đổ cho nó tại cái này tại cái kia, thiếu tiền thiếu đủ thứ. Đấy thì đấy là cái lý do mà sao anh muốn là bây giờ kêu gọi các bạn cứ bắt đầu bằng cái gì đấy đi. Chúng ta làm một sản phẩm đơn giản cũng được. Nếu cần thiếu nhà đầu tư anh ấy, thì nếu mà thực sự cái sản phẩm đấy có thị trường, cái mindset của ông kia, ông nói là khi ông làm ra cái gì đấy ông đã phải nghĩ ngay người ta dùng nó thế nào. Cái tư duy về engineer nó không đơn giản making, nó không chỉ đơn giản là làm xong. Và khi em nghĩ đến người ta dùng thế nào thì phải nghĩ đến chuyện maintenance. Em nghĩ đến trách nhiệm của tác giả. Nếu họ mua cái ghế này về họ ngồi mà nó gãy mẹ thì là trách nhiệm của mày. Đấy, cái tư duy making nó phải như thế. Chứ không phải là đóng cái ghế nó vứt mẹ ra kia thì thằng nào ngồi thì đâm ra là nó có những khái niệm là nó gọi là trách nhiệm của tác giả. Là bao lâu tôi có thể bảo đảm được, thì sao những cái cầu hoặc là cái gì người ta có thể đến hàng trăm năm, cái ông làm ra ông phải bảo đảm cái cầu này là, tức là ông có trách nhiệm nó phải hàng trăm năm là nó sẽ không sập. Thì đấy là cái tư duy đấy, như là tư duy quan trọng. Một khi em làm bất cứ sản phẩm là em nghĩ đến cái chuyện là người ta sẽ dùng nó, và em nghĩ nó sẽ dùng trong bao lâu thì em sẽ đúng là cái gì đấy. Chứ bây giờ mỗi lần nó hỏng nó là phải gọi em thì chết. Vâng. Đấy thì cái ông Panasonic ấy, ông gọi là sáng lập ra hãng Panasonic ấy, thì ông tên là Matsushita, ông ấy nói như này, nó làm ra một cái sản phẩm bán nó đi thì coi như gả con gái về nhà chồng ấy.
là lúc nào cũng lo ngay ngay. Tức là cái đấy, cái thằng làm nó phải lo ngay ngay, là không biết là con nhà mình sang bên đấy nó có được người ta yêu quý nó không, rồi nó sống thế nào. Nó mà cái câu đấy ông viết ngay trong cái bảo tàng mà Sushita cách đây cả trăm năm rồi. Đấy, những cái tinh thần đấy. Trong Phunix ở trên nó có một cái chương trình, có một cái môn học rất đơn giản mà người cứ phản đối mà anh cứ kiên quyết giữ, là cái môn nó tháo lắp máy tính. Người bảo là lập trình như cần đách thì tự nhiên tháo máy ra làm gì. Thế đấy, chính cái môn đấy là muốn rèn luyện cho người cái tính cách đấy. Tức là ông tháo ra, lắp nó lại, có cái gì đâu. Nếu mà không có gì cả thì sao ông ra tháo. Biết đâu xong thấy ôi chả là cái này chẳng cần. Thì cái tư duy đấy là cần thiết. Khi em lập trình cũng thế thôi. Lập trình cũng make một cái thing, nhưng mà cái thing của trình, của chương trình ấy, nó có cái dở là người ta không kiểm tra được. Một cái thing về vật lý em kiểm tra được nó rất dễ về chất lượng. Nên là khi nếu em đã không có cái tư duy mà máy tính tốt thì em đi làm software em cũng không làm tốt, bởi vì em không có cái tư duy đấy. Bởi vì kiểm tra một cái phần mềm nó có đúng hay không khó hơn rất nhiều. Ui phần mềm này chạy đi, đâm ra chất lượng chúng ta không tốt. Từ cái tư duy máy tính này em nghĩ là nó sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Trong gần như cái gì cũng thế. Em làm một cái clip, một cái clip em clip cũng thế thôi. Em nghĩ rằng cái này nó phải bao nhiêu thằng xem bao lâu, nó có thể sống được bao lâu. Nó phải trọn vẹn. Tức là cái gì mình sinh nó có khái niệm trọn vẹn. Tức là nó phải làm đủ. Em làm cái cốc thì nó phải có quai, có đủ cả đấy. Nên nửa chừng thiếu mẹ quai mà xong rồi thì không được. Thì không gọi là cái cốc. Vâng. Cốc phải có quai, còn cái khác gọi là cái bình. Thì ok. Thì đấy, những cái bắt đầu rạch ròi như thế là rất tốt. Em muốn chuyển sang một chút về câu chuyện, bởi vì anh là một người mà em nghĩ là có rất nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành. Như anh có nói là đến cả những doanh nghiệp mà scale có thể lên đến hàng chục nghìn người. Đấy là một cái scale mà ví dụ như với bọn em là, và rất nhiều người xem chương trình thì chắc là chưa bao giờ có thể hình dung nó đến được cái level như vậy. Em nhìn thấy trong doanh nghiệp thì có một vấn đề rất quan trọng, đấy là vấn đề con người. Tức là câu chuyện mình phải thu hút được nhân tài và giữ chân được nhân tài. Mà em tin chắc là đấy là một bài toán khó với tất cả các doanh nghiệp ở mọi cái skill. Nhưng mà ví dụ trong trường hợp của bọn em đi, thì có những lúc bọn em ví dụ tuyển dụng, em nhận thấy là ví dụ bạn người này là một người rõ ràng đã có track record trong quá khứ, đã từng làm rất là tốt cái nhiệm vụ này, gọi là công việc này. Nhưng mà khi mà lắp ghép vào cái mô hình của mình ấy, thì tự nhiên đôi khi cái sự chuyên nghiệp hoặc là cái kinh nghiệm của người ta ở môi trường khác khi lắp ghép vào môi trường của mình nó không thực sự ăn khớp ấy. Thế thì bản chất là làm thế nào để mình có thể có một cái nguyên tắc xuyên suốt trong câu chuyện thu hút và giữ chân được nhân tài? Thực ra cái bất cứ một doanh nghiệp nào thì quản lý nhân sự cũng là vấn đề quan trọng nhất. Và thực ra anh có một tiền đề nữa, thì bất kỳ một nhân viên nào cũng là người tài cả. Nó chỉ có lại người dị thì mới là, chứ còn người tài thì là tài tất. Tức là làm được việc thì là tài chứ có gì nữa, đúng không? Vâng. Nên là cái thước đo tốt nhất là để biết chúng ta có dùng nhân tài không là công ty có phát triển hay không. Đấy, những công ty mà cứ đứng đi một chỗ chẳng chịu phát triển gì cả mà cứ bi bô dùng nhân tài là anh bảo ông nhiều người tài sao nó không lớn. Không lớn thì chứng tỏ là người không tài có thế thôi. Một trong những cái việc thu hút người tài nhất là công ty của ông liên tục phát triển. Nó quả trứng với con gà, nhưng mà ông phải luôn luôn đẩy công ty đi, luôn luôn đi phía trước, thì người ta sẽ, những người thì em dễ thu hút. Mà chứ em nói rời cái này đơn giản rồi, nó muốn bảo vào đây, chúng mày vào đây thăng tiến rất dễ, vì sang năm ta tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi như vậy là số chức danh lãnh đạo là nhiều gấp đôi. Thế là khả năng lớn là chúng mày được lên. Thế tạo được nhiều cơ hội thì em mới gọi là, đâm ra việc đầu tiên của ông lãnh đạo nói đến chuyện quản lý nhân sự, tìm người tài, dùng người tài là ông phải tạo được nhiều cơ hội. Ông cứ tạo được nhiều cơ hội thì thế nào, anh thì có niềm tin sâu sắc là cứ tạo được cơ hội là thế nào cũng có thằng làm được. Còn cái ông có cơ hội mà không thể làm được thì chứng tỏ cái đấy không phải là cơ hội. Cái đấy nó mơ ước thế. Còn thực sự một cái opportunity, một cái cơ hội kinh doanh thật, hoặc một hội bài toán khó, ông có một cái cơ hội thách thức thì mình thế nào chẳng có thằng làm. Thế nên là mình cũng không thấy gọi là nói chung cái quản lý đấy nó tương đối dễ, nó không khó. Trong cái việc là khó nhất là em tạo được cơ hội mới. Và khi cơ hội rồi thì người ta tự quản lý cho người ta. Người ta tự quản lý. Cái việc mà pin một cái thì khi mà anh xây dựng tổ chức lớn thì nó có mỗi một vấn đề thế này thôi, là khi tổ chức lớn ấy thì nó sẽ quan liêu, nó có nhiều tầng
Thế đấy mới là vấn đề. Nhiều người tài quá chứ không phải là bởi vì theo nguyên tắc quản lý thì cứ 5 ông là phải có ông quản lý đúng không? Sách dạy thế, cái bọn 100% ông đi học MBA về cái bảo tôi là cứ 7 người là có người quản lý. Thế đâm ra nếu mà có 1.000 người thì kiểu gì cũng phải 3 cấp, 4 cấp, 10.000 thì phải 10 cấp, thế thì chết. Nhưng không đúng. Đấy. Thì đấy là vấn đề thật, là vấn đề đấy phải xử lý. Còn tất cả công ty xây to được rất dễ, xây to xong thì quan liêu chính quan liêu nó dẫn đến cái việc là thông tin không thông suốt, rồi là chi phí nó bị đội lên, nó cũng tự sập. Nếu mà trong cái công tác nó gọi là tổ chức cán bộ đúng không? Vâng. Thì cái việc tổ chức nó quan trọng hơn việc cán bộ, tức là tổ chức đi trước, cán bộ đi sau. Tức là tổ chức cái công ty nó như thế nào? Vâng. Đấy, muốn tổ chức một công ty nó mà tổ chức được tốt thì ít nhất nó phải có nhiều thách thức, phải nhiều cơ hội mới. Thì cái tổ chức nó phải rất là động. Cái này khái niệm này là khái niệm cũng khá mới, vì thực sự là nó gọi là một cái sơ đồ tổ chức động. Tức là trước đây chúng ta sơ đồ tổ chức chúng ta vẽ một cái hình đúng không? Vâng. Một ô, ba ô, năm ô, thì mà thực ra bây giờ nó obsolete, nó lạc hậu. Thế trong chiến tranh thì tất nhiên là không có. Thế nữa thì chúng ta phải có một sơ đồ động. Tình huống thế này thì nó sẽ như thế này, tình huống thế kia thì nó sẽ như thế kia. Thì việc đấy là việc của ông lãnh đạo, ông giám đốc. Thì anh có một niềm tin cái này thì tranh luận, nhưng cá nhân anh cho rằng tổ chức tốt, cơ hội tốt, thế nào cũng có thằng làm. Đâm ra vấn đề người nhân tài không phải lo. Quan trọng là vẽ ra được cái game chính xác, hợp lý đúng không? Em vẽ được sân chơi có game hợp lý, ai cũng vào chơi được, mà nó không bị đấy nhiều tầng lớp ý, là người ta vào mẹ nó thấy trông lằng nhằng thôi nó bỏ đi, trông thăm rồi thế mãi không hiểu. Người ta đi xin chỗ khác, bây giờ thì công việc nó nhiều chứ. Cái việc mà đào tạo và phát triển nhân sự ấy, thì là việc chắc chắn là phải làm đúng không? Thế chính là cái câu chuyện đầu tiên mình nói đấy, vứt vào trận đi. Đào tạo cái gì bây giờ, lấy thực tế mà đào tạo. Mình anh có câu khẩu hiệu gì nhỉ, là công ty chính là trường học, khách hàng là thầy giáo, dự án là giáo trình. Mày chứ mày phải vào nhảy vào trận đi, đánh nhau. Tôi nhìn có đập hai quân đội cũng phải đập đi đều bước 1 2 3 4, nhưng thực ra đánh nhau thật quan trọng nhưng 1 2 3 4 đi thì vào đi. Đấy, khẩu hiệu đó là như thế. Anh vừa đọc bài báo các trường đại học mở trại thảm đỏ mời giáo sư tài. Mẹ cái này Việt Nam trải thảm đỏ với bao nhiêu rồi, có thằng đếch nó về bởi vì ông không có công việc, không có thách thức thật. Mình đã bảo các ông ấy rồi, anh cứ cho đưa thách thức thật đi là chúng nó về mầm khỏi phải trải thảm luôn. Đấy, ví dụ bây giờ tôi cần xây cái đường đất Cát Linh Nội Bài trong vòng 1 năm thôi, như khối thằng nhảy về tranh nhau làm những gì về giải thảm. Ông không có bài toán đấy. Ông mà làm đường sắt Cát Linh Hà Đông làm bao lâu mới là bài toán. Làm thì 10 năm mới xong thì ai làm chẳng được. 1 năm xong thì đấy là bài toán. Đâm ra đây vấn đề không phải là người tài không về, mà vấn đề chẳng có cái cơ hội gì để họ về cả. Vấn đề ở đây là mình sẽ phải đưa ra bài toán đúng và tư duy. Bài toán đấy là bài toán nó phải thật, nó phải có thật, đừng có bịa ra. Bịa ra nó biết ngay. Đấy, rồi còn em sẽ tạo nên một cái sự cạnh tranh mà nó háo hức, thực ra thì vui hơn rất nhiều. Tất cả chúng ta không thuyết phục người ta bởi vì chúng ta cũng chẳng có việc gì để làm. Nói thế thôi. Tất cả các ông bảo người ta nó về vì cứ mày có cái việc gì đâu, nó làm hết đi. Việc thì biết tí xong cứ bảo cái này to lớn lắm cái gì, tuyển về chết. Trong này tuyển phải theo ngớ ngẩn đúng. Vì có rất nhiều ông này còn nghĩ rằng là mình tuyển được thằng tài là oách. Thế là cái tuyển một đống thằng về xong nó bảo nó tài lắm, thế là ông tưởng thật. Thế là ông phong trả lương nó rất cao, xong ngồi thất vọng. Tại các ông gì? Ông chưa có trận đánh, ông đã tướng đi tuyển một đống tướng về đấy rồi, sao chúng nó đánh nhau? Nên ông trả lương rất cao, thì nó còn hâm nữa. Thì cái bài toán nó rất là gì nữa, trong kinh nghiệm tiếng Anh gọi là đây rất là động, không phải bài toán tĩnh, em rất khó nói. Nhưng mà cái bài học của anh ấy thì anh thấy rằng là thực sự có cái thách thức, thực sự có những cơ hội thật là thế nào cũng tìm được người làm được. Vâng. Nhưng mà anh đã từng quản lý rất là nhiều nhân sự, rất là nhiều lứa khác nhau đi. Em thấy có một vấn đề chung nhá, là em thì không gặp, em cá nhân em không gặp, bởi vì em nghĩ là do văn hóa hay là do con người mình lựa chọn. Nhưng mà rất nhiều bên thì có chia sẻ rằng là câu chuyện họ thấy sự khác biệt giữa các cái nhân sự trẻ bây giờ, ví dụ Gen Z chẳng hạn,
so với các cái lứa nhân sự trước. Thế tất nhiên ấy. Không biết hai ông đã khác nhau chứ đừng nói gì thế. Có cái kinh nghiệm, anh có kinh nghiệm hoặc là cái kinh nghiệm gì cái những cái ông nói linh ta linh tinh. Mà công ty chỉ có hai thằng cũng đã có vấn đề rồi. Bây giờ hỏi cái mấy ông hỏi đến mày có mấy thằng công ty, mày có mấy thằng founder, bốn thằng học cùng lớp đúng không? Chẳng có vấn đề gì, thế hệ có cãi nhau suốt ngày đúng không? Thế mới giải quyết thì có cái gì đâu mà sao với Gen Z, Gen S thì nó phải là vấn đề gì? Ví dụ nó bảo này, bọn thanh niên bây giờ nó rất hay bỏ việc. Thì đấy không phải là vấn đề Gen Z mà bây giờ nó có cơ hội khác. Ông cứ đổ nó là tại vì nó sinh năm 2000 nên nó có vấn đề đấy, không phải. Bây giờ nó dễ đi tìm việc hơn. Hồi xưa là nó không có thông tin. Vâng. Đâm ra làm một chỗ đấy biết chỗ khác thế nào cả. Còn bây giờ các công ty nó công bố mẹ thông tin nó nhiều, lương liếc là anh em biết cả, làm bên này biết bên kia lương bao nhiêu. Hồi xưa trong công ty còn chẳng biết lương bao nhiêu. Thế làm sao? Thì đây là vấn đề của cái thời đại này, chứ không phải là của Gen. Thì nếu mà như thế thì làm nào nó bỏ đi. Các bạn ấy, anh không chết cơ mà đúng không gì ngồi. Bây giờ nếu nó có vấn đề như vậy thì giải nào? Vâng. Đấy. Mà mấy thằng già bây giờ nó cũng đi chứ không phải chỉ có mỗi trẻ. Nó phải chỗ kia ngon hơn. Thế bây giờ em cấm, ngăn sông cấm chợ là một cách đúng không? Không cho nó biết. Đường là bí mật. Không thể nào biết là mẹ lương của thằng khác bao nhiêu cả. Cái đấy mẹ vô nghĩa. Bây giờ nó biết hết. Thì làm thế nào? Thì làm thế nào làm? Thì dùng cho nó hiệu quả. Nó đi thì thôi. Thì đưa nó bài toán thiết kế công việc nó mới quan trọng, nhưng mà bài toán nhân sự nữa. Thế nó đi thay từng người khác. Thế thì trong lúc nó làm thì nó đóng góp về cho mình rồi. Thế thì còn muốn cái gì nữa? Bóc lột nó cả đời à? Thôi cho nó đi, cho thằng mới vào. Thậm chí còn ngon hơn. Lúc đấy mình nhìn lạc quan đi. Thằng mới vào nó máu hơn, nó hăng hơn. Thì bây giờ manage, cái gọi là cái đấy trong cái quản trị nó gọi là turnover rate. Tức là tỷ lệ gọi là nghỉ. Nghỉ thì tất nhiên mấy ông mà không có kinh nghiệm thì đầu tiên nghe cái nó ngất mẹ, ôi trời ơi nó đi thì ai làm. Nhưng thằng có kinh nghiệm, thằng giỏi thì tức nó đi thoải mái. Đâm ra đầu tiên thì chúng ta khoe là tân nó phải rất thấp, lấy là công ty tốt. Nhưng mà sau này thì cái thằng công ty tốt nó khoe rằng bọn tao là tân nó rất là 50%, nhưng mà công ty vẫn phát triển. Thì bọn này mới là bọn cao thủ. Thế là người đi ra đi vào như chợ mà công ty vẫn phát triển. Thì mình đấy phải học cái thằng này, nhân viên đi ra đi vào như chợ mà nó vẫn phát triển được. Nó bí kíp gì? Công việc tổ chức chặt chẽ tốt, bàn giao. Thằng nào đã làm thì phải làm từ cho đủ 8 tiếng. Không có thời gian để mẹ uôm mấp không biết cái đấy thì lại vì mai mình nghỉ mẹ thôi. Vào vắt vào cuộc luôn, được chưa? Xong bàn giao thì phải đúng viết đủ cái này nguyên tắc, may mà không bàn giao đầy đủ. Mày đi ta báo thằng bên kia. Thằng kia sợ ngay. Ông cứ mẹ trốn trốn đi tôi bảo mẹ thằng bên kia là ông sợ chết khiếp. Thằng này làm ăn không có gì đừng có nhận nó. Thế ông này mẹ đi không được, ở không xong là chết ngay. Mày nói thằng với nó thế. Bây giờ bọn nó tuyển dụng nó sẽ gọi reference đấy. Nó sẽ gọi tao đấy. Mày làm ăn tôi cẩn thận. Thế tao nói tốt cho. Nó hỏi tao bảo cái thằng này làm ăn phiêu lắm đừng nhận. Lừa đảo đấy. Thế gì? Thì đâm ra em chấp nhận cái đấy, đừng gọi là cái cách này là đừng có gọi là rất là biến vấn đề thành đơn giản. Đừng tìm cách hỏi những câu như vậy là việc bé tí thì biến thành việc lớn. Ông lãnh đạo là việc rất lớn thì biến thành việc tí. Thì ông mới thành công. Bài học đây là ông phải biến thành việc nhỏ. Chứ mình Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z là của quốc hội, không phải của mình. Em nghĩ là đấy là câu trả lời rất hay, tức là mình nhìn vào đúng bản chất của câu chuyện. Nó là vấn đề gì? Mình có thiết kế được ra cái game và cuộc chơi nó. Thế bây giờ, mình luôn nhìn thấy cơ hội. À như vậy là trong cái môi trường mà anh em nó sẵn sàng việc với mình cũng có lợi chứ. Như vậy mình cần có việc là có người ngay. Sài Gòn vì sao mà nó phát triển hơn Hà Nội? Chính vì cái tư duy đấy từ xưa rồi. Trong Sài Gòn thì là cái chuyện đổi công ty như cơm bữa. Trong đấy không bao giờ công... Anh có kinh nghiệm cả chi nhánh Sài Gòn đến Hà Nội. Nhân viên trong Sài Gòn không bao giờ claim kêu ca về công ty cả. Kêu ca là họ bỏ. Là họ nghỉ ngay. Họ chẳng kêu ca. Mày này hay kêu. Kêu lại không bỏ. Khổ thế. Mệt. Đau đầu. Mà vì họ dễ bỏ thì mình cũng dễ tuyển. Nằm chẳng có vấn đề gì cả. Nằm trong đấy vui lắm.
mấy ông lãnh đạo ngoài Bắc vào trong Sài Gòn, cái anh em nó nghỉ là mặt cứ xì chét căng thẳng đến tâm sự này nọ. Mà không, ở đây bình thường nghỉ là nghỉ thôi, chẳng có vấn đề gì, em vẫn nghỉ. Nhưng mà vì lại nhưng đổi lại cho anh Tuyền đang gặp thế, rất dễ. Tại vì thế công ty Sài Gòn năng suất động nó cao hơn rất là nhiều, quản trị cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng thực tế thằng giàu toàn ở trong này. À, em nghĩ đấy là một cái góc nhìn rất là hay mà em trước cái buổi hôm nay em cũng không biết. Và em nghĩ là chắc là em cũng đã học thêm được một cái thứ. Nhưng gì nó có đấy. Lý đúng không? Em vâng, được nghe mọi thứ nó đều phải có lý đã. Vâng. Rồi. Ừ. Thực ra nó có một cái nguyên tắc tư duy. Em nghĩ em luôn tin vào câu chuyện là nếu mà mình có thể break down nó, chia nhỏ nó để tư duy được nó theo từng bước ấy, thì nó sẽ nguyên tắc dễ nhất ấy là chú nói xong chú thấy nó cũng có lý. Vâng, đúng. Mà tiếng Anh nó câu rất hay, nó gọi là make sense. Tức là mình nói là có lý. À, thằng này nó có lý. Mình thấy nó có lý. Thì vâng. Thế nào nó cũng thực hiện được. Đúng. Đấy. Thì nó phải đơn giản thôi, đừng phức tạp nghe lắm rồi không biết là có lý hay không. Nhưng mà có một cái câu chuyện nữa em rất là tò mò muốn hỏi anh Nam, đó là câu chuyện về văn hóa doanh nghiệp nhé. Tức là em nhớ là theo những gì em đọc được, em nghiên cứu được nhé, thì anh ngày xưa cũng là một trong những người mà xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp rất là đặc thù của các doanh nghiệp của mình, đặc biệt là ví dụ kể cả FPT. Thì em không biết là cái khi mà anh xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp như thế thì nó có cái hình thức hay là cái cách thức mình tư duy suy nghĩ để xây dựng cái này không? Cái chuyện này thì rất là khó. Mấy cái rồi cơ hội thảo bàn về doanh hàng nghề nghiệp của những ngày doanh nhân Việt Nam mời anh phát biểu, anh không phát biểu bởi vì anh cũng từ chối, bởi vì thực ra chúng ta không có chung một định nghĩa thế nào là văn hóa doanh nghiệp. Thì nói nó mệt lắm, không nên tưởng là văn nghệ thì bỏ mẹ. Tất nhiên ông hiểu văn hóa doanh nghiệp tức là văn nghệ, tức là hát cái gì hay là gọi là công tác phong trào hay là team building, thế chúng ta có định nghĩa chung là thế nào là văn hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào chẳng có văn hóa, ra nhà nào chẳng có nếp nhà, ra phong nếp nhà mỗi nhà khác nhau. Doanh nghiệp đương nhiên là doanh nghiệp nào cũng có văn hóa cả, làm gì có doanh nghiệp nào vô văn hóa. Thế anh mới bảo rằng là nè, cái đấy có phải là cái quan trọng nhất không? Trong thời buổi khó khăn bỏ xứ thì cứ hô hào phát triển văn hóa, cấp tiền cho bọn nó đi. Thế ông cũng nói, anh bảo là tôi cá nhân tôi chưa chứng kiến một doanh nghiệp nào chết vì thiếu văn hóa cả, chúng tôi toàn thấy chết doanh nghiệp vì thiếu, chết vì hết tiền. Nên đề nghị nhà nước cấp tiền hết. Nước việc gì cứ phải lo văn hóa cho doanh nghiệp, khổ thế. Em đã thành công, nó định nghĩa văn hóa, tạm gọi là cái, anh hay so sánh với gia đình dễ hiểu, tức là một gia đình nào nó cũng có cái nét gia phong của cái gia đình đấy, cái cách thức ứng xử trong gia đình đấy, và những người trong gia đình đấy dễ chịu với nó, đấy là văn hóa. Thường biết nhà em thế nào, nhà anh thì ví dụ nữa, rất nhiều nhà coi trọng cái việc phải ăn cơm với nhau. Như nhà anh thì thằng nào về trước ăn trước, sau ăn sau, mọi người đấy đều thoải mái. Còn doanh nghiệp thì đo bằng cái việc, gia đình thì đo bằng cái việc là nó không tan vỡ. Gia đình thì không có mục tiêu phát triển, đúng không? Gia đình thì nó phải gìn giữ là quan trọng hơn. Nhưng mà doanh nghiệp thì đo bằng cách nó phát triển. Thế doanh nghiệp mà không tan vỡ cũng tốt, kể cả không phát triển. Thực ra những doanh nghiệp mà nó tồn tại được lâu ấy, nó có quyển sách rất đấy là quyển sách là Build to Last ấy. Thì nó bắt đầu nó mới tính ra là doanh nghiệp bây giờ nó cho rằng bây giờ cái doanh nghiệp to bé khó đánh giá lắm, bây giờ xem doanh nghiệp là ông nào tồn tại được lâu thì là giỏi, mãi nó không chết kể cả bé. Thế nó mới thống kê xem trên thế giới có những cái thằng nào tồn tại, ui giời, có thằng tồn tại 1000 năm rồi, rồi đấy anh em tôn vinh thằng này là phải dâng vào doanh nghiệp là coi như là bởi vì 1000 năm nó vẫn chưa chết thì doanh hóa nó dày như thế này, bao nhiêu bài học, đúng không? Thì cái câu chuyện về văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh chủ thế này, là một là văn hóa chính là ông đấy, cái cách ông hành xử hàng ngày với anh em, với nhau, với khách hàng, với cách đấy. Đo cái văn hóa đấy bằng cái gì, là công ty của ông có tồn tại được không? Nếu công ty của ông tồn tại tốt, phát triển nâng ngầm, chứng tỏ là văn hóa nó phù hợp với ông. Nó chỉ khó ấy, là khi em phải bàn giao. Chứ còn em đang làm thì chẳng có vấn đề gì, đừng có nghĩ văn hóa cho nó mệt. Nhưng mà khi bàn giao nó mới mệt, vì mà em bàn giao mà sai, nó tăng vào nó lại, thay vì gọi nó bắt cả nhà phải ăn cơm đúng 8 giờ rồi gia đình tan mẹ mất, anh em nó bỏ đi vì nó không hợp. Đâm ra khi mà bàn giao thì đấy là vì sao mà các doanh nghiệp bọn nó đánh giá rất cao những bàn giao tốt, bởi vì lâu đời chứ không phải bàn giao rất nhiều đời rồi. Vậy chứng tỏ không những ông đã có hình thành cái văn hóa mà ông còn hệ thống nó được để ông bàn giao được. Thì cái này là cái mà anh nghĩ tuyệt đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn sơ khai bé tí, lo là cái gì.
Thế bao giờ đến chuẩn bị mẹ được có sự nghiệp bàn giao lại cho con, lúc đấy bàn lo là vừa. Giờ chưa biết gì, mẹ mai hết mẹ tiền. Thế xong cuối cùng là vì thế nên toàn những chuyện giời ơi đất hỡi. Tốn bao tiền đi học văn hóa doanh nghiệp. Cả một doanh nghiệp to, bây giờ nó kiểu như mốt ấy. Em không làm thì nó chưa có cái nàng ngày ấy. Rất nổi tiếng đến với chúng tôi cần đang cần tư vấn để xây dựng lại văn hóa doanh nghiệp, nhưng mà có văn hóa của các ông nó tốt hơn chúng tôi. Là vì sao mẹ công nó đánh nhau như thế thay đến năm đời tổng giám đốc rồi mà doanh nghiệp bây giờ vẫn phát triển, chứng tỏ văn hóa không bền vững hơn. Chúng FPT hoành tráng vậy vẫn ông bình lắm không hoành dư vậy, chưa có gì chứng tỏ là văn hóa bền vững cả. Tức là theo anh, quan điểm của anh là văn hóa bền vững là văn hóa có thể gọi là bàn giao, À, chuyển giao đáp được. được với thay đổi lãnh đạo đấy Còn khi mà lãnh đạo đang ở trên thì gần như là cái văn hóa doanh nghiệp nó sẽ là văn hóa thì của vẫn là ông đấy, vẫn là người đấy. thì cái nhà mà nó có ba đời thì phải đến đời thứ hai thứ ba, thế này có chú chùa đấy chú bảo chúng nó phải làm kia nhưng mai chú đi chết đi mà chúng nó vẫn làm như thế thì chứng tỏ văn hóa của chúng nó mới oách đúng không. Trong nhà phải có rất nhiều quy tắc này, em còn sống em bảo phải làm thì tất nhiên chúng nó nghe, đến lúc em không còn nữa mà chúng nó vẫn làm, ui gì đấy mẹ chúng tôi là kinh khủng đúng không. Thì Vâng. công ty thế thôi, đến lúc ông founder đã nghỉ rồi mà anh em vẫn cứ thế, công ty vẫn phát triển. Thế đấy là lý thuyết quản trị của thế giới đấy, nó bây giờ nó đánh giá cao những ông nào tồn tại lâu chứ không phải ông nào giàu lắm tiền đấy. Thế nên Việt Nam rất nhiều công ty nổi tiếng mà không ai để ý, bởi vì nó người cũng chẳng thèm nói, không khỏe suốt ngày đi anh cứ bảo với mấy ông thì teo với teo nó 30 năm, FPT là ba mấy năm chứ mấy, ăn thua mẹ gì còn đang trẻ chứ còn chưa kể chưa chưa thay lãnh đạo phải qua được vài đời thay ba đổi đời, định nghĩa nó là ba đời. ba đời Ừ. Còn trên thế giới chẳng hạn ví dụ thằng những công ty mà đình đám như kiểu Facebook này, trẻ con, nếu mà theo văn hóa doanh nghiệp thì còn đang trẻ con ở cái mức còn đang đi đi mẫu giáo không chấp. Nhưng mà kể cả những bên mà em nghĩ là văn hóa rất là trẻ mới thôi, nhưng mà chắc họ vẫn gặp những vấn đề, ví dụ như không nói sao, ví dụ như trường bọn em chẳng hạn, nhiều Đấy, khi văn hóa bọn em tại nó sao cái văn hóa lại gặp vấn đề? Văn hóa nó phát sinh từ các vấn đề, văn hóa phát sinh từ việc cãi nhau. Ví dụ anh em không thống nhất với nhau thì giải quyết thế nào, thì cách giải quyết đấy mới là văn hóa. Chứ còn anh em mình cãi nhau thì là bình thường vì cùng một sự nghiệp, thế nó hai ông quan điểm khác nhau thì có hai cách. Ví dụ như là mình, ở bên công ty kia là đấm nhau thế nào thắng. Công ty mình không, công ty mình không vũ lực như thế, hỏi thằng bên dưới, anh mày cãi nhau thì hỏi mấy đứa ngồi kia nó chọn bên nào thì mới đấy thắng được chưa. Thì đấy là văn hóa, những cái bài học như vậy. Tất nhiên nó phải đúng nữa, quyết định sai mẹ thì hôm sau chết rồi còn đâu nữa. Nên tất cả những cái đấy là những nó phải đúng nữa, được valid bởi thực tế kinh doanh. Văn hóa doanh nghiệp dễ lắm, bởi vì ông nói giờ hết tiền là chết, ông cứ làm sao còn tiền là được. Chẳng chính những cái bài học để làm sao còn tiền, đấy là văn hóa. Vấn đề khó nhất là khi ông ngon nữa mới truyền ra được cho đời sau. Cái không truyền được vì sao? Rất nhiều người con vừa đi học về, anh yêu bạn anh ấy, con đi học về hoành tráng Tây Tàu đủ lắm, bàn giao mẹ nó chết thẳng cẳng. Công ty xong bố lại phải nhảy vào. Bởi vì sao? Ông nghĩ rằng bàn giao cho nó tiền bạc, cơ sở vật chất bàn giao, trong khi đó đáng lẽ phải bàn giao cho nó cái cách làm ra tiền đấy. Chứ không phải là cái số tiền đấy. Thế là thì rất là đau khổ lắm. Rồi nhưng mà bây giờ đợi xem, bởi vì đa phần các doanh nghiệp Việt Nam đều mới đang ở giai đoạn chuyển giao cả, chưa nói được điều gì. Phải ba đời, 30 năm, em sẽ chờ đợi xem ba 30 đời. năm nữa để chú còn sống được thì chú cố gắng, anh thì chắc đèo mẹ rồi đâu rồi này. Chỉ để chứng kiến là những ông to lớn mà chuyển giao được, chưa thấy ông nào chuyển được. Em nghĩ là Ở Việt em Nam chưa ông nào chuyển được luôn. Vượng viết thì FPT còn chưa chuyển được nữa thì chưa có cửa. nhưng có những cái doanh nghiệp mà từ bao nhiêu đời doanh nghiệp gia Họ đình làm rồi họ không nói thì em có biết đâu. Những doanh nghiệp đấy thì thường không phải là công ty public, họ là những công ty gia đình. nhưng họ thành công thì em nghĩ là họ chuyển giao thành Tất công. nhiên gia đình thì dễ nhất, công ty gia đình là dễ chuyển giao nhất, bởi vì nó ở với bố mẹ đi suốt, đâm ra nó sẽ nhìn thấy hết. Vâng, đúng rồi. Em hiểu không? Hàng ngang hàng đào đấy, nấu phở 10 gia đời gia truyền 3 đời thì con ấy, nó cứ xem nó mà mẹ nấu nào tôi nấu như thế, mẹ chửi khách thế nào nó cũng chửi khách như thế.
vì nó thấy rằng chửi nó tốt hiệu quả, hiệu quả là nó chửi tiếp, cần trường lớp gì đâu, nhưng mà nó nhỏ. Bây giờ anh xem cái thằng to mà chuyển giáo được. Thế mà đấy thì cái quyển sách đấy là quyển sách rất nổi tiếng trong quản giới quản trị, là Build to Last, tức là xây dựng để trường tồn. Thì nó tôn vinh những cái doanh nghiệp mà tồn tại được lâu. Đấy thì là rất nổi tiếng trong giới quản trị luôn, mà những cái doanh nghiệp lớn thì thấm lắm, thằng bé thì thôi chưa cần đọc vội, nhưng lớn nó cực kỳ thấm. Mẹ lasting nó khó lắm. Sao mà chuyển được cho thằng kia, thằng này trông mẹ nó, mình đưa cho nó phá mẹ mất. Mà chuyển cái gì? Không, không nhiều công ty trên thế giới làm được đâu. Vâng. Em thấy là thời gian gần đây thì nó đang là khủng hoảng kinh tế. Trong cái bối cảnh khủng hoảng thế này, mà ví dụ mình làm một doanh nghiệp đi, thì mình nên làm gì để tăng cái khả năng sinh tồn của mình lên đấy? Thế mới bảo rằng là thường những lúc khủng hoảng mới nghĩ thì thường dễ chết. Là chết rồi đúng không? Thì chết thằng càng thôi. Cái thằng mà nó không chết đây là lúc nó đang ngon, nó đang nghĩ chuyện là mẹ chết thì khủng hoảng thế nào. Đấy, bây giờ khủng hoảng rồi, đang khủng hoảng thì không bao giờ bàn nữa. Thì anh bảo đang giữa cơn bão thì đừng bao giờ bàn là bão, mà giúp được người ta cái gì thì giúp. Người ta đang hết tiền thì không giúp tiền thì chứ đưa tiền cho người ta. Cho nên thì cứ bảo là đáng nhẽ mày vì thế này phải thế kia, mẹ muộn mẹ rồi. Nhưng mà lỡ mà kiểu cấp cứu rồi, thế thì đấy, nhưng mà bắt buộc vẫn phải tìm cách sinh tồn. Anh test một cái anh test một câu hỏi như này về, thì ra em phải thường xuyên em phải trả lời. Bây giờ ví dụ công ty của em có 10 người, 100 người. Bây giờ em khó khăn, em phải sa thải 90 người. Thì em sa thải ai? Sa thải 1-2 thằng dễ. 90 thằng. Thì tất nhiên nếu mà phải sa thải 90 thằng thì vấn đề không phải là sa thải ai nữa, mà vấn đề là giữ lại ai. Đấy, thì anh em câu hỏi đi ngồi thích. Thì có những thằng mà, những thằng mà ngon nó bảo là cái việc này là việc em nghĩ hàng ngày. Ngày nào sáng dậy em cũng nghĩ rằng nếu chẳng may rơi khủng hoảng em sẽ giữ lại. Thằng đấy lúc mà khủng hoảng nó bình tĩnh lắm. Đấy. Thì cái này thì cũng trả giá thôi, tất cả mọi người, nhưng nếu mà gọi là nói ngắn gọn như vậy thì em phải luôn luôn chuẩn bị cho cái việc khủng hoảng. Từ lúc nó thì rất nhiều cách để chuẩn bị, ví dụ đấy, luôn luôn giữ lại những người cơ bản nhất. Có tiền thì ngoài cái việc tiêu thì đưa vợ một ít, vợ nó giữ chặt lắm. Thế thì coi như là đến lúc mà khủng hoảng thì là có cái mất tiêu. Mà quan trọng nhất là có tiền thôi. Khủng hoảng là không có khách hàng, đúng không? Đúng ạ. Thế đâm ra nếu mà có tiền thì không còn khách hàng vẫn sống được. Mà thì đuổi đi 90% rồi, chỉ có 10% thì nó cần rất ít tiền thôi. Thế là đấy cũng là một bài học mà em học được trong cái giai đoạn vừa qua. Nó cũng là một câu hỏi hay là hành trình mà em cũng phải trải qua. Câu chuyện là cắt giảm như thế nào, điều chỉnh ra sao. Đấy. Thì em thấy rằng là đúng đúng cái quan điểm ấy rất là hay, với câu chuyện là đợi đến khi khủng hoảng mới bắt đầu nghĩ thì đã quá muộn. Đúng rồi. Thường là lúc nào thì lúc chết thôi, càng chết rất cao. Loạn. May mà nói chung là bọn em cũng cũng đã có chuẩn bị đề phòng, nên là đến bây giờ thì mọi thứ nó vẫn được tương đối ổn. Nhưng mà em nhìn ra ngoài thị trường nói chung ấy thì thấy là đúng là cũng có rất nhiều bên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và anh thì không tin thế đâu. Anh thì tin dân Việt Nam riêng cái gì chết thì khó lắm. Đấy là chú cứ tưởng tượng thì bọn đích chết đâu. Đã giả vờ đúng không? Không ai hạ xuống chứ không nhìn thấy. Bây giờ đang 10 mà xuống còn 1 thì tất nhiên là em không nhìn thấy nó nữa. Tất nhiên nó không chết. Đấy. Cái bọn giỏi là nó không chết. Đâm ra là không sợ đâu. Rồi ôi, riêng cái nghề của dân mình. Surviving. Chuyên gia sinh tồn. Ừ. Lo là lo lớn ý. Mình thì kém. Ôi, lớn là kém. Em cũng có đọc được một cái bài báo mà anh chia sẻ. Là anh hồi 41 tuổi hay sao ấy, sang làm với một công ty bên Nhật mà vẫn bị khách hàng chửi. Em nghĩ là không dễ để mà mình có thể tiết chế được, để mình tiếp nhận những cái thông tin kiểu như vậy. Thì chú mẹ, nếu mà chú giỏi mà nó bảo chú ngu đi, chú phải tức đi con. Chú ngu thật thì không cái gì mà tức. Đúng không? Chú cao 1.5 m, nó bảo mày tại mày cao có 1.5 m thì mình nhân chi. Vấn đề đây, cái quan trọng nhất ấy là khi mà em làm khách hàng mà nó nói là nói thẳng thì thực ra là nói đúng, quan trọng nhất là nói đúng. Đấy. Vâng. Thì có cái gì mà phải tiết chế đâu. Nhưng mà em thấy ví dụ như là với
có thể là nói là ví dụ, đặc biệt là ví dụ mình mà có một cái mức độ gì đấy thì mình sẽ cảm thấy mình, cái tôi của mình chẳng hạn thế, hay là mình sẽ có cách nào để mình gạt cái tôi đi không, hay là vì mình đơn giản là coi nó như một sự thật khách quan, mình ngu thật, nó nói thế là mình phải biết ơn. Không thì đấy nó bài học, thì em phải từ cái tâm thế của em chỉ gọi là sốc nếu em cho rằng em hơn người ta. Vâng. Đúng không? Đến lúc mà người ta bảo ngu thì em thông thường, cái thằng bảo ngu mà nó không nói ra cho mình ngu chỗ nào thì mình tức thật. Nhưng thông đường bên bọn khách hàng anh thì nó nói chỉ ra mình chẳng cãi được. Mẹ ngu thế. Nó có những cái rất đơn giản, mà cái bài mà anh nghe kể thì là bài rất nhất là bài đấy, là bài thì cái ông viết cái kiểm điểm thôi. Tức là tự nhà mình quen cái việc viết kiểm điểm ở cấp 2, ở đi học ấy, là từ giờ giờ đi chúng tôi sẽ không thế nữa. Đấy, tôi xin lỗi. Thì con nó bảo mẹ ngu quá, bởi vì con chưa biết lỗi gì mà đã xin. Mày còn chưa biết lỗi mày là gì, làm sao mày sửa được? Thì không phải là ngu à? Cái này nó đấy, thì cái măng đấy thì mình bảo nó nói quá đúng. Mình còn chưa biết là mình lỗi gì cả, nhưng mà cái thói mà cái kiểu cái hô phát là xin lỗi, vâng, từ giờ giờ đi em không thế nữa, thì là được dạy trong trường, phụ huynh ký mẹ vào hết rồi. Thế là mình từ bé mình đã quen cái việc là có lỗi chỉ cần đưa phụ huynh ký là xong, chẳng phải sửa đếch gì cả. Trong cái xã hội khác người ta sẽ đòi hỏi là ông phải biết cái lỗi đấy là lỗi gì, mà muốn thế thì phải mất thời gian lắm. Làm sao mà ông phân tích một đời mấy cả tháng mới ra được, mẹ ủ hóa ra mình sai chỗ này, thế làm sao vội vội vàng vàng thế được. Thế đâm ra anh chẳng thấy có vấn đề gì cả, nó có gì nó phải có cái gì mà phải nặng nề. Nó nói quá đúng. Mà ôi tôi đúng mẹ rồi, mình còn chưa biết lỗi gì thế mà đã hứa sửa thì tất nhiên là lừa đảo. Nó bảo lừa đảo còn đáng hơn. Em nghĩ là anh có rất nhiều những cái câu chuyện và những cái kinh nghiệm và câu chuyện là xây dựng những cái sản phẩm hoặc là làm việc gọi là tạo gọi là với thị trường gọi là quốc tế đi. Thì em nghĩ rằng đó là một cái, dù sao thì quốc tế với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đi, thậm chí là với như bọn em chẳng hạn, thì mặc dù em là ngày xưa là du học sinh, em học ở nước ngoài, nhưng mà em vẫn nghĩ rằng nó là một cái thị trường rất là lớn và rất nhiều những cái gọi là cái mình không biết rõ. Vậy thì không biết là ví dụ như cái tâm thế của anh khi mà tiếp cận với câu chuyện là go global nó sẽ như nào? Tâm thế của anh thì cũng không phải go global, em go bất cứ lĩnh vực gì mới. Thì anh bây giờ viết quyển sách nó gọi là Đếch biết gì cũng tiến. À vâng, quyển về FPT. Thì cái chữ đây Đếch biết gì, em phải go với tâm thế là Đếch biết gì thật. Đấy. Chứ em cứ nghĩ rằng em biết rồi, biết này cái kia, khi em vào cái mới là những cái đấy nó hàm hại em hơn rất nhiều. Tất nhiên cái này là anh chẳng phải trả giá, thì mình nói lại cho mọi người như vậy. Đếch biết gì không có nghĩa là không biết gì. Đếch biết gì có nghĩa là mình đã biết rồi nhưng mình quên nó đi. Đấy. Ừ, vâng. Đấy, chứ còn mình chưa biết gì thật thì tất nhiên cũng đừng làm. Thì cái này bây giờ nó một thuật ngữ nó rất hay, nó gọi là unlearn. Lúc nãy mình nói chuyện học đúng không? Vâng. Thì bây giờ thế giới nó bắt đầu nó nói đến câu chuyện là muốn làm cái mới thì mình phải quên cái đã học đi. Unlearn tức là sao? Mình phải lấy nó ra khỏi đầu mình. Chú đã tiến sĩ toán thì bây giờ chú đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đấy nữa. Chú đã bảo hóa là chú chưa biết gì. Đấy. Thì khi em unlearn được rồi thì cái đầu em nó lại empty, nó lại rộng, em có thể học thêm một cái mới. Thì khả năng thành công em cao hơn rất nhiều. Đấy. Thì anh nghĩ cái đấy nó rất rõ rằng Đếch biết gì cũng tiến là một khẩu quyết để làm những việc mới. Trong đó quan trọng nhất là ông phải đã quên được những cái gì mà ông đã có. Khó lắm, không dễ. Và đấy là cái khẩu quyết mà anh thường gọi là tiếp cận khi mà mình làm bất cứ thứ gì mới. Không nhất thiết nó là câu chuyện kiểu chính xác. Global hay chính local. Chính xác. Em cứ nhảy vào lĩnh vực mới. Và cái câu chuyện ở đây là mình sẽ phải học liên tục và học rất nhanh. Chính xác. Nhưng mà mình có một cái, cho em hỏi là có một cái bí quyết hay là một cách thức nào đấy để mình có thể học và phát triển nhanh như thế. Bởi vì em nghĩ là không phải ai có cũng một cái bí quyết, thì cái này gọi là bí kíp cũng được. Nhưng vâng, anh em có thể luyện được là đọc sách. Ví dụ như thế, tối về đọc, mai đã phải làm rồi thì làm sao đọc rất nhanh. Cái này thì đúng là kỹ năng chứ nó không phải là kỹ năng đấy là mình sẽ làm nhiều nó sẽ thuần thục, hay là nó có thì phải học một chút. Thì có mấy người dạy đọc nhanh mà. Tức là đọc nhanh mà không sót. Tức ví dụ em đọc hết thì em được 100%, đúng không? Thì em đọc trong vòng một tiếng thôi thì em được 80%. Thì cái này là em phải cái đấy phải luyện nhiều thật. Đã kỹ năng là phải luyện, tức là cứ vớ quyển sách nào cũng đọc.
Bây giờ anh vẫn gọi là tất nhiên phải làm cái gì mới thì mới sách đọc chứ còn gì nữa. Mình là thằng đầu tiên thì xong vào làm thì tối về phải đọc sách, đi đọc sách thì bây giờ dài như này, bây giờ bọn nó cứ bảo rồi ôi dài thế, dài thì nó mới có thông tin, nhưng mà ngắn ngắn thì nó có ý nghĩa gì, ngắn để cho vui thôi, tất cả những cái gì mà bối nó đều dài cả. Nhưng mà làm thế nào mà dài mà vẫn xem được cho ngắn ngắn chứ mà mất cả tuần thì làm xong thì còn nói gì nữa. Đấy thì cái đấy thì là kỹ năng thật phải luyện. Trong các trường của bọn trường bọn anh thì cũng đang cố gắng, nhưng mà các trường nước ngoài thì nó luyện đấy rất rất cẩn thận. Em cứ bài tập thì em đi học bên nó cho sách dày làm sao đọc thì... mà nếu mà em làm sếp thì em cũng nên rèn luyện quân bằng cái đấy, đưa cái sách mai báo cáo thôi. Hôm nay bây giờ làm xong được cứ báo cáo đi, thì dần dần nó mới thói quen. À, ừ, phải báo cáo nhỉ mẹ, vừa anh vừa đưa tối này mà anh bắt báo cáo mẹ thì phải lật ngang lật ngửa thì dần dần nó sẽ tốt lên. Chứ còn cứ bảo để cuối tuần thì thằng nào cũng đến cuối tuần nó mới đọc, có đọc mẹ đâu, thì mình đẩy nó lên như vậy. Thì cái đấy thì cho là một cái mà đang ít người để ý để luyện. Chạy marathon thứ gì chạy được cái gì khổ thế. Chạy thông, nhưng mà chạy thông chụp ảnh được, chứ con đọc sách thì chú không chụp ảnh được, không ắt. Nếu mà chúng muốn thành công thì dành thời gian để đọc sách đi, mà đọc làm sao được trong thời gian để đọc được nhiều nhất có thể, hoặc lên mạng. Bây giờ thì không nhất thiết đọc sách, hoặc nghe cũng được. Bây giờ nó sách nó có rất nhiều hình thức khác nhau đúng không? Vâng. Lên mạng em xem video 2 tiếng, bây giờ TED Talk cái thứ đầy miệng kiến thức, quá nhiều cái hay. Quan trọng là luyện cho mình cái thói quen học một cái thứ gì đấy mới trong một quãng thời gian ngắn. Em nghĩ cái đấy đúng hơn là câu chuyện đọc. Chính xác. Đọc tức là một cách học. Vâng, đọc cũng chỉ là một phương pháp thôi. Học thôi, ừ. Em nghĩ là em cũng đã trong khuôn khổ một cuộc nói chuyện mà em nghĩ nó không quá dài nhưng không quá ngắn. Em cũng đã học được rất nhiều những thứ, những cái kiến thức mới. Mà quan trọng ở đây là em nghĩ là cách tư duy về xử lý các vấn đề trong doanh nghiệp này, cộng với là tư duy của câu chuyện làm những cái sản phẩm, làm những thứ mới. Thì em cũng rất là cảm ơn anh Nam bởi vì đã dành thời gian cho một buổi chiều mình có thể gọi là có một cuộc nói chuyện như ngày hôm nay. Thì không biết là anh có lời cuối gì muốn chia sẻ với các thì bạn anh, khán giả. Đây thì cái mà em nói là đúng nhất, là cách suy nghĩ là quan trọng nhất. Vâng. Đấy, thì cái này là cái thứ, thế còn cái kết quả thì mình chưa biết được. Nhưng mà nếu mà có một cái cách tiếp cận, cách suy nghĩ đúng thì khả năng lớn là kết quả nó sẽ thuận lợi. Thế còn tất nhiên đúng, mình có thể tư duy đúng mà vẫn chết bình thường vì thằng ngoài rank. Thì khi nó nhất đặt vào kinh doanh thì nó là mình không thể lường hết được các tình huống. Thế nhưng mình cách tiếp cận đúng thì kể cả mà mình thất bại thì mình cũng bình thường cũng nhiều. Thì đấy là cái mà cái này thì nó phải rèn luyện đấy, thì trong trường rồi trong cuộc sống rồi tất cả mọi thứ chúng ta chấp nhận cái đó thì chúng ta sẽ tự tin bước vào bất cứ vấn đề gì, bất cứ lĩnh vực gì, và cái nó mang lại cho cái hạnh phúc của chúng ta khi chúng ta làm cái việc đấy, nó thích, không vất vả, không đau khổ nặng nề. Tất nhiên nó vất vả nhưng nó không, nó cảm hứng. Chứ còn bây giờ cứ suốt ngày phải đi truyền cảm hứng nó mệt. Sau đó ông nó làm chủ doanh nghiệp mới lại còn phải đi truyền cảm hứng cho ông ấy thì hết hơi. Doanh nghiệp đầy cái vấn đề nó làm sao cái vấn đề nó tạo cảm hứng cho em. Tất cả vấn đề đều là cảm hứng cho em, nếu em coi đấy là cơ hội để em học hành, để bọn em rèn luyện. Rồi, cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh.